Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang dành sự quan tâm theo dõi cho chương trình 365 ngày chuyển động. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các thông tin đã phát sóng trong chương trình và tương tác trực tiếp với chúng tôi trên fanpage Truyền hình Lâm Đồng. Sau đây sẽ là những thông tin